Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Phước phối hợp với người dân địa phương huyện Phú Riềng đã tìm được nạn nhân bị đuối nước là anh Nguyễn Mạnh Hùng, 22 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Phú Riềng. Theo thông tin ban đầu, sau khi đi đá bóng về, anh Nguyễn Mạnh Hùng ra hồ Long Tân thuộc thôn 1, xã Long Tân để tắm cùng với một số bạn trẻ khác. Tuy nhiên, trong lúc bơi ra cách bờ vài chục mét, nam thanh niên chìm xuống hồ mất tích. Phát hiện sự việc, hàng chục người dân địa phương đã tham gia trục vớt. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn, công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân địa phương triển khai phương án lặn tìm anh Hùng. Sau đó, lực lượng cứu hộ tìm thấy và vớt thành công thi thể nạn nhân lên bờ.